Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh của anh Dodo. Ngày hôm nay anh Dodo sẽ làm một cái thử thách rất là hoành tráng các bạn ạ. Ngày hôm nay anh Dodo sẽ đi tiêu diệt quái vật gì nhỉ? Bạn bảo anh nhỉ? Zombie. Đúng rồi, quái vật zombie. Các bạn thấy không? Nhà anh Dodo có rất là nhiều xe hơi. Đây này, các bạn thấy không? Đây có chiếc xe màu hồng rất là đáng yêu luôn. Đây là chiếc xe to, xe tải nhà anh Dodo mới mua đây. Và đây là siêu xe của anh Dodo. Bây giờ bạn bảo anh thích đi xe gì nhỉ? Đi xe màu hồng nam tính. À, màu hồng lại còn nam tính. Màu hồng thì chỉ cho dành cho bạn gái thôi. Đâu nhỉ? Ô, cái xe màu hồng của mình ai lấy mất rồi? Nhanh thế. Ô, nó đi đâu mất rồi? Thôi, bây giờ anh Dodo quyết định là đi con xe này nhá, bạn bảo anh nhá. Ok không? Rồi, bây giờ các bạn ơi, bây giờ anh Dodo sẽ làm một bức ảnh check in, sau đó thì anh Dodo sẽ đi con xe này các bạn ơi. Đây rồi, lên xe nhá. Rồi, để anh Dodo thoát cái máy quay camera của anh Dodo. Lên xe rồi. Đi ra nào. Ơ, bạn bảo anh biết đường đi ra chỗ tiêu diệt zombie không nhỉ? À, bấm vào bản đồ á. Đâu nhỉ? Bản đồ đây các bạn ơi. Đâu nhỉ? Zombie ở chỗ nào nhỉ? À Zombie đây này, zombie ở chỗ cánh đồng đúng không? Ồ đúng rồi, ra cánh đồng các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi ra cánh đồng để mà tiêu diệt zombie. À, cái lũ zombie anh Dodo trồng rau trồng cỏ ấy, suốt ngày nó phá hoại rau của anh Dodo. Đây là nông trại của anh Dodo này. À đúng rồi, quên mất đấy, phải đi mua súng đã các bạn ạ. Không mua súng là lũ zombie nó khỏe, nó bắn, nó đến nó cắn một phát là anh bị biến thành zombie ngay. Bây giờ anh Dodo sẽ đi kiếm zombie. À quên, sẽ đi kiếm súng. Ô, đưa súng đằng nào ấy nhỉ? Rồi để xem lại súng ở đằng nào các bạn nha. Anh Dodo không nhớ lão rõ rõ lắm súng ở đây. đâu. À đây này các bạn ơi, đây này, súng ở đây các bạn của anh ạ. Đó, bây giờ anh Dodo sẽ quay đầu lại Ở để trong mà đi hỏng tìm cửa súng nhá. Ui, gãy mất cái cửa xe rồi. Trời ơi, cái cửa xe ngon đẹp đẹp thế mà bị hỏng. Đi qua này rãnh nước không đi được, bây giờ phải đi ra đường lớn bạn bảo anh ạ. Rồi, lùi lại lại luôn. hỏng nữa Ôi, chị lại nhở. bị hỏng, đâm xe vào đầu xe rồi. Rồi, bây giờ anh lùi lại, hỏng nốt cái cửa bên kia rồi. Bây giờ anh Dodo sẽ đi kiếm súng nhá. Ôi, lại bị đâm vào bờ rồi. Anh Dodo phải học lại lái xe được các bạn ơi. Rồi, đi đi ra đoạn đi đục Đây được có một rồi. người bị mắc kẹt rồi. Ui, cái ông xe xanh kiểu gì đi lại còn đâm vào tôi. Tránh đường ta, tránh đường cho tôi đi. Đấy, đấy, các bạn thấy chưa, anh Dodo lái xe xịn chưa? Rồi, rồi, đây. Ủa, lại đâm một thằng đá rồi bạn của anh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra để mà mua súng nha. Bạn của anh thích khẩu súng nào nhỉ? Thế khẩu súng AK-47. AK-47 á, ai chả biết cả khẩu AK-47 luôn. Đây rồi các bạn ơi, anh Dodo đi đường tắt các bạn ạ. Đấy, ra đến cửa hàng súng rồi, các bạn nhìn thấy không? Gun shop, gun là gì? Gun là súng. Shop là shop bán súng. Ôi, ôi, cái ô tô của anh chặn đường vào mất rồi. Ô, ô tô bị chặn đường vào. Bây giờ anh phải lái cái ô tô này đi ra các bạn ạ. Chứ ô tô của anh nó lại chặn đường vào, không có cửa lối để đi vào. Rồi, đây, rồi ok, xuống xe nào. Let go, let go, let go. Đây rồi, các bạn ơi, mở cửa đi vào thôi. Rồi, ok, ui, anh bán súng đây rồi. Sai mà xuống Oh, hello, sao hello, ai hello. mà xuống lại để xanh này xanh bé thế kia. Anh bắn súng hôm nay đang ngày lễ Halloween nên là anh bắn súng đang gọi là hóa trang thành quái vật ấy. Hello, hello, xin chào anh bắn súng. Bây giờ tôi muốn mua khẩu súng để có thể đi tiêu diệt lũ zombie. Tôi trồng nông trại, suốt ngày nó quấy phá nông trại của tôi. Ok, bạn mà thích mua súng, cửa hàng của tôi rất nhiều. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Bây giờ tôi ra tôi lấy súng. Ôi, các bạn ơi, các bạn thấy không? Tiền của anh Dodo rất nhiều. Bây giờ anh Dodo sẽ chọn súng nha. Đâu nhỉ? Đây, khẩu súng này. Ừ, hình như khẩu này mua rồi hay sao ấy nhỉ, bạn và anh nhỉ? Mua Hình... hết rồi, mua À, bom đi bây anh. giờ mua bom nhá. Ok. Đây, bom đây đúng không? Rồi, mua bom nào. Ok. Để anh xem nào, mua bom nào. Đây, bom đâu nhỉ? À, phải chuyển sang bom mới mua được. Rồi. Ôi, rồi ôi. Mua bom nào. Đây rồi, đây rồi. Ui, các bạn thấy chưa? Mua nhiều, rất nhiều bom luôn. Tha hồ bom luôn.
cho cả bom nổ luôn nhá. Đừng. Chạy chạy chạy. Ôi trời ơi, anh mua bom mà anh ném nhầm thành bom rồi các bạn ơi. Rồi ôi thôi được rồi. Mua thế thôi, mua súng đi. À, mua thêm đạn nhá. À, chuyển sang súng để mua thêm đạn nào. Ok. Ok, không mà quả bom nó nổ một phát được chết đấy. Rồi bây giờ anh mua thêm đạn này các bạn ơi. Rồi đi thôi. Ồ, rồi bây giờ mua thêm cả đạn của súng 6 nào nhá. À đây mua 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 cái khẩu tô này này. AK47. Ui, anh đồ đừng có bắn nha. Ờ rồi ok, anh rất nhiều tiền các bạn ạ. Rồi, xong rồi bây giờ đi thôi. Rồi, à ra đây để trả tiền. À trả tiền ra đây trả tiền. Ơ. À, hình như là chú bán hàng thấy anh ném quả lựu đạn hốt quá chạy rồi. Giờ anh đi tìm lũ zombie để tiêu diệt nó nhá. Hôm các bạn nay, ơi đi theo anh nhá. Hôm nay anh Dodo nợ ông sao anh Dodo trả. Ờ à, đúng rồi, hôm nay anh Dodo nợ tiền súng. Ngày mai anh Dodo trả nhá. Rồi giờ đi ra nông trại các bạn, đi ra nông trại thôi. Ơ nông trại đi đường nào nhỉ? Đánh bật quên đánh bật bản đồ đi. Bản đồ đây rồi, ơ nông trại đâu nhỉ? Không phải nông trại này. Đây rồi, đây rồi, đi ra đây các bạn nhá. Rồi. Ok ok ok, con bò bê. Ôi, mày quá vẫn đi qua được cái rãnh nước. Xe này có vẻ hơi to bạn của anh ạ. Thôi lấy xe này. Bây giờ anh Dodo sẽ lấy cái xe bé này nhá. Rồi, ok, lấy con xe này đi cho nó dễ các bạn của anh ạ. Anh Dodo phải tiến gần vào thì mới đi được xe anh Dodo. Ôi giời ơi. Rồi xong vỡ lại, vỡ kính rồi. Bây giờ anh Dodo sẽ đi đường này các bạn nhé. Đi đường này. Đây rồi. Ra đến nông trại. Xin giới thiệu với tất cả các bạn. Đây chính là nông trại của anh Dodo. Anh Dodo trồng rất là nhiều những cái loại cây hoa quả ở đây. Nhưng mà... Anh Dodo, anh thử lấy cái... Cái gì bạn bảo anh? Cái gì ở ngoài kia đang bay ấy nhỉ? UFO. À, anh Dodo thử lấy cái UFO. Chạy. Lũ zombie xuất hiện rồi các bạn ơi. Ui các bạn ơi, zombie màu xanh đây rồi. Lên xe ô tô, chạy đến xe ô tô của anh Dodo sao cái xe nó cứ tụ lùi vậy? Ui rồi giờ anh sẽ lấy súng để tiêu diệt bọn zombie. Ui các bạn ơi, ui nhiều zombie thế. Lũ zombie đến phá hoại đất đai của anh. Ui rồi, ui anh ném quả bom anh bay tận lên đỉnh trời rồi bạn bảo anh ơi. Ui bây giờ anh sẽ chuyển thành súng bạn bảo anh ạ. Anh chuyển thành súng để anh tiêu diệt lũ. Ây, lũ zombie nó đến nó cắn anh. Ôi, nó đến nó cắn. Ôi, đông thế. Ôi, nó cắn anh kìa. Ôi, đây, có con zombie này các bạn ơi. Có con zombie ném bom nên đâm ra là các... Đây này các bạn ơi, có con zombie ném bom. Rồi, zombie ném bom tự giết hại đội của mình luôn. Ôi, zombie nó ném bom nó lại còn tự hại đồng đội của nó luôn các bạn ạ. Ôi dồi, nó ném quả bom anh bay lên trời rồi. Ui trời ơi, cái con zombie này nó khỏe quá bạn bảo anh ơi. À anh có khẩu bazooka này. Ơ anh Dodo bắn cái khẩu bazooka này nó còn ấy luôn. Ui con quái vật zombie kia nó còn ném bom. Anh không đứng dậy được. Đây rồi. Đây rồi. Ui nó không sợ tiếng kêu bạn bảo anh. Chiu. Giờ anh cho nó nhảy. Anh Dodo sẽ cho con zombie kia nhảy nhá. Này này nhảy đi. Đấy nó đang nhảy rồi các bạn ơi. Ui nhảy rồi thì anh zombie Dodo nhảy rồi. Anh Dodo tranh thủ lấy súng ra bắn đi. Ui nó vẫn đuổi theo anh Dodo các bạn ơi. Rồi bây giờ anh Dodo sẽ lấy súng ra để bắn nó nhá. Này 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 ui nó không chết được đâu các bạn ơi. Ui bọn này nó khỏe lắm các bạn ạ. Rồi. Ui rồi lũ zombie khỏe thế. Này lũ zombie này à wow. Bây giờ anh Dodo phải tìm một cái xe. Anh Dodo tìm một cái xe nào đó xong đâm nó ấy. À đâm lũ zombie á. Tôi gọi bây giờ anh Dodo sẽ đi kiếm xe các bạn nhá. Anh Dodo sẽ đi kiếm xe xong bắt đầu đâm nó. Đây bây giờ anh sẽ chọn hơi taxi. Rồi, anh có taxi rồi bạn của anh ơi. Ui, con quái vật zombie này ném anh bay thẳng lên trời rồi. Ôi dồi, đau quá. Ui dồi, rồi bây giờ có cái xe của anh đâu nhỉ? Ui, toàn quái vật zombie ném bom thôi.
Úi dồi ôi, bây giờ anh cũng mang bom ra anh ném với nó. Này thì ném bom anh này. Này thì ném bom này, các bạn ơi, thế anh khỏe không? Ôi dồi ôi. Ôi, có xe cảnh sát kìa anh Đôi Đôi. Đâu, có xe cảnh sát đến rồi á? Sao cảnh sát lại đến bắt anh là thế nào? Không biết. Ở đâu rồi? Đâu rồi? Đồ quái vật đâu rồi? À, hình như là anh tiêu diệt hết 100 con zombie rồi các bạn ơi. Ôi chê. Anh đã tiêu diệt hết 100 con zombie rồi.